Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với những trải nghiệm với những con đường đẹp. Các bạn nhìn thấy con đường đẹp không? Nhưng có thấy quen không ạ? Chính là con đường hôm nọ, đường hoàng hôn đẹp đấy ạ. Chúng ta đang trên con đường đi ra Trà Cổ. Nhưng hôm nay chúng ta lại không đi Trà Cổ. Chúng ta sẽ đến một cái địa điểm mà ít khách du lịch đến Trà Cổ biết. Đấy. Mọi người hãy cùng mình nhé, tham gia chuyến trải nghiệm này. Hoàng Phi Lao đẹp không? Quá đẹp luôn. Hôm nọ là chúng ta ngắm Hoàng Phi Lao này là buổi hoàng hôn đúng không? Hôm nay là ban ngày. Nó lại khác, nó có một cái vẻ đẹp khác. Thì đây là con đường đi ra Trà Cổ, nhưng chúng ta không đi Trà Cổ. Đây đến ngã ba này, chúng ta rẽ tay phải. Đấy, đi thẳng là ra Trà Cổ nhé. Ngã ba này chúng ta rẽ tay phải, đi về hướng Mũi Ngọc. Đấy. Thì đây là con đường mà chúng ta đi ra với bãi đá đen, hay còn gọi là bãi biển đá đen ở Trà Cổ. Thực ra là nó không nằm ở Trà Cổ đâu ạ. Nó nằm ở phường Bình Ngọc, chứ không phải phường Trà Cổ. Ngày xưa Bình Ngọc và Trà Cổ là cùng trong làng Trà Cổ, nhưng sau này được tách ra thành hai xã khác nhau. Khi thành phố Móng Cái lên được là thành phố thì các bạn nhìn hàng cây phi lao đẹp không? Ui, tuyệt vời. Để mình nói tiếp là thành phố Móng Cái lên thành phố thì Trà Cổ thành phường Trà Cổ và Bình Ngọc thành phường Bình Ngọc. Đó. Con đường quá đẹp. Thì cái bãi đá này nó có những cái viên, có những cái đá rất là đặc thù do tự nhiên. Khi nước biển rút đi nó lộ ra, nó là một cái màu đen. Nên gọi là bãi đá đen. Nó kiểu như là của núi lửa ngày xưa ấy, kiểu thế. Thì con đường này là đi ra Mũi Ngọc. Nếu mà ai ngày xưa đã từng đi tàu cánh ngầm từ Hạ Long ra Móng Cái thì sẽ rất quen thuộc với cái Mũi Ngọc này. Vì đó là cái bến cảng của tàu cánh ngầm cập bến khi đưa khách ra Móng Cái. Và chúng ta từ đấy sẽ có xe khách đưa chúng ta từ Mũi Ngọc về Móng Cái. Đó là cái câu chuyện của ngày xưa, khi mà cái đường đi Móng Cái nó còn quá xấu và quá mất thời gian thì đi tàu cánh ngầm nhanh hơn rất nhiều. Đến khi mà đường làm đẹp rồi, đi nhanh rồi thì tàu cánh ngầm không còn chỗ nữa. Đó, các bạn nhìn con đường đẹp không? Quá tuyệt vời. Đây là phường Bình Ngọc nhé. Ngày xưa nó là một cùng với cái Trà Cổ, nhưng sau được tách ra. Thì cái bãi đá này ấy thì cũng có bãi biển cát trắng, cũng rất là đẹp, nhưng mà lại ít người biết vì nó không được như ở bên Trà Cổ kia. Và nó còn hoang sơ lắm, nó không phải được đầu tư thành một cái khu du lịch. Có vẻ ở đây đất cát cho nên là hợp với phi lao đó. Các bạn nhìn thấy trồng phi lao rất nhiều. Ở đấy, ở chỗ bãi đá thì nó chỉ có một vài cái nhà hàng. Đấy. Thì kể ra cũng hay, chúng ta buổi chiều ra đấy tắm biển, ngắm cảnh, chụp ảnh, sống ảo các kiểu. Rồi đặt nhà hàng một bữa hải sản nữa, lên ngồi ngắm biển, ăn hải sản. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Thế nhưng mà khi mình sẽ quay hết cái con đường này nhé. Vì mình thấy khi mình đi thì thấy có một số bạn ở khách sạn bạn bảo là nhiều người hay đi nhầm. Đấy. Thế cho nên hôm nay mình sẽ quay chi tiết từ đầu đến cuối cái đoạn đường để ra bãi đá này cho mọi người thấy. Từ đây về đến Móng Cái nó chỉ khoảng hơn chục cây thôi, khoảng 20 phút lái xe, cũng rất là gần. Nếu như bạn nào mà đi du lịch Móng Cái, Trà Cổ thì có thể chúng ta sẽ dành chút thời gian qua đây trải nghiệm để cho cái chuyến đi của chúng ta nó phong phú hơn, nó khác đi.
chứ nó không kiểu theo một cái lối mòn cứ chợ móng cái rồi ra Trà Cổ rồi đi về, thì đôi khi nó cũng đơn điệu đúng không? Nó cũng buồn. Thì đây cũng là một cái lựa chọn để chúng ta giúp cho cái chuyến đi của chúng ta nó phong phú hơn, nó nhiều trải nghiệm hơn đó. Và con đường này thì các bạn nhìn thấy cũng rất là đẹp đúng không? Dân cư thì cũng không đông đúc lắm nên đường rất là thoáng đẹp, nó chưa bị ồn ào quá, nó chưa bị nhiều nhà cao tầng quá, thì nó nhà cao tầng nhiều nó che chắn hết cả trời đất, nhìn nó không sướng các bạn. Về những cái vùng như này nhìn trông nó mênh mông, nó bát ngát, nhìn nó sướng đúng không, nhìn nó thoáng đãng. Đấy các bạn nhìn đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Hôm nay được cái trời nắng cũng rất đẹp, có nắng có mây đúng không? Rất tuyệt vời. Đó, những cái hàng phi lao công nhận đẹp thật. Ở đây có vẻ hợp với phi lao cho nên là mọi người trồng nhiều lắm. Ở ngoài chỗ bãi đá kia cũng rất nhiều phi lao các bạn. Có lẽ là mọi người đi là nhiều khi không ấy, chứ còn mình nghĩ là search trên Google Map ấy là ra ngay và đường đi chuẩn luôn, sẽ không bị lạc đâu, không bị nhầm đâu. Nên là các bạn nếu mà đi thì chỉ cần search Google Map bãi đá đen Trà Cổ hoặc bãi đá đen Móng Cái là ra nhé, thì nó có ngay và chúng ta đi theo con đường ấy rất đơn giản. Chỉ có đường thẳng này thôi và đến đoạn trên kia là mình rẽ tay trái ra biển. Đó. Tuyệt vời, con đường nắng đẹp quá. Đây, đến đây thì chúng ta rẽ trái đi ra biển, nếu đi thẳng thì sẽ đi Mũi Ngọc nhé. Đó, nhìn là biết, các bạn nhìn là biết nó hoang sơ nào đúng không? Con đường vào vẫn còn là đường đất cấp phối thôi. Phi lao các bạn nhìn bằng trước bạt ngàn, không gian cũng rất là thanh bình đúng không? Hôm nay giáp biển cho nên là đất cũng toàn đất cát thôi, nên là hợp với phi lao. Hôm nay thì mình chúng ta trải nghiệm cái cung đường thôi nhé. Đấy. Mình nghĩ là vào gần đến nơi rồi. Chỗ này mà mình nghĩ là tìm cũng sẽ có điểm camping đẹp ấy chứ nhỉ. Nhìn nó hoang sơ này mà nhiều cây mát. Đó, một bên này cũng có một cái kiểu như trang trại hay cái nhà của dân ấy. Nhưng nhìn hàng cây thích không? Mát mẻ nhỉ. Hoang sơ mát mẻ, đẹp yên tĩnh. Đây, đây có cái ngã ba rẽ trái này, hình như là cũng ra có một cái nhà hàng ở ngoài bờ biển đấy. Còn đi thẳng đây chúng ta vào bãi đá thì cũng có một nhà hàng ở đấy nhé. Đẹp nhỉ, quá đẹp luôn ạ. Không gian thanh bình.
nơi rồi đấy ạ. Đó, đấy, chúng ta có thể để xe ở đây hoặc đi vào trong kia con chỗ cho sân của nhà hàng ấy. Đó, thì chúng ta có thể đến đây đặt ăn, ngắm biển, đúng không? Tắm, chụp ảnh. Đó, thì hôm nay là chúng ta trải nghiệm cung đường thế nhé. Thì hẹn các bạn ở video tiếp theo là mình sẽ quay cảnh đẹp ở bãi đá. Xin chào và tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video, đã ủng hộ kênh.